Ok, chào mừng các em đến với buổi học về Unit 7, Lesson number 2, Cultural Diversity cùng với Miss Lin. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là từ vựng vocabulary về chủ đề Cultural Diversity. Và phần thứ hai chúng ta sẽ làm quen với một chủ đề về ngữ pháp, đó chính là articles, mạo từ, a, an và the. Vậy thì đến với phần thứ nhất này, vocabulary. Chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ được học những cái từ mới gì nhá. Rồi, look at the picture. Các em sẽ nhìn vào bức tranh đầu tiên này. Như các em thấy ở trong bức tranh này nó có một cái lọ salt là muối. A ladder là một cái thang. A black cat, một con mèo đen đúng không? Và a broken mirror, một cái gương vỡ. Vậy thì theo ý hiểu của các em, những cái vật này là những cái vật gì? Mình khi mình nhắc đến nó thì mình cảm thấy điều gì? Nào, gợi ý này. Người ta thường nói khi gặp một con mèo đen là gì? Người ta thường cảm thấy như thế nào khi mà gương bị vỡ? Hay là khi mà người ta phải đi qua cái cầu thang? Hoặc là muối nó liên quan gì đến gọi là văn hóa của mình? Có những bạn trả lời cô là điềm xấu hay là đen hoặc là xui xẻo. Ok, vậy thì cái sự xui xẻo đấy nó có được chứng minh khoa học không các bạn? Nó có được chứng minh khoa học không nhỉ? Không, không nhá. Mình không thể chứng minh khoa học được là tại sao gương vỡ thì lại đem đến xui xẻo. Hay là gặp mèo đen thì có thực sự 100% là mình sẽ gặp xui hay không. Mà mình chỉ quan niệm là vậy thôi. Vậy thì cái quan niệm ấy của mình nó gọi là mê tín. Chúng ta có từ trong tiếng Anh dùng để chỉ sự mê tín là superstitions. Superstition. Trọng âm ra vào âm tiết thứ 3. Sti, đúng chưa nào? Superstition. Sự mê tín. Và từ này cũng có tính từ luôn. Đọc là superstitious. Tính từ thuộc về mê tín hoặc là mê tín về cái gì đó. Superstition and superstitious. Ok. Ok, tiếp theo này. Các bạn nhìn cho cô cái bức tranh ở bên tay phải. Đúng không? Bên tay phải của các bạn. Nó có cái gì đây? Có bốn cái nhân vật, bốn gọi là bốn người đàn ông đi, đang bê cái gì đấy? Họ đang bê cái gì nhỉ? Quan tài, đúng rồi, coffin. Chính xác. Vậy thì cái mà có quan tài này, rồi thì có người bê này, có đồng phục các thứ ấy, ra một cái khu đất mà toàn chữ thập này này, thì nó gọi là gì nhỉ? Cái lễ gì đây? Tang lễ, phải rồi. Vậy thì tang lễ trong tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Đám tang hay là tang lễ chúng mình gọi là gì? Đúng rồi, Long trả lời rất là đúng nhá. Funeral, chúng ta có danh từ funeral. Funeral, dùng để chỉ tang lễ hoặc đám tang. Cô đọc lại này. Mê tín, sự mê tín của chúng ta đọc là superstition. Superstition. Và mê tín tính từ đọc là superstitious. Superstitious. Đám tang thì chúng ta đọc là funeral. Funeral. Ok. Rồi, sang đến trang tiếp theo này. Các bạn nhìn vào cái bức tranh ở bên tay trái của các bạn, thấy một cái bìa truyện cổ tích Việt Nam đúng không? Về nhân vật thánh gióng. Đúng không? Chuyện này rất là quen thuộc với các bạn. Vậy thì đố các bạn biết chúng ta dùng từ tiếng Anh nào dùng để chỉ chuyện cổ tích này hoặc là truyền thuyết này? Fairy tale. Fairy tale, ok. Mình tale cũng được nhá. Nhưng mà mình có thể dùng cái từ đấy để chỉ nhân vật huyền thoại nữa. Vậy thì chúng ta có một từ có ba nghĩa. Đó là chuyện cổ tích này, truyền thuyết này hoặc nhân vật huyền thoại. Thì chúng ta dùng từ gì? No. Not mystery.
Ok, chúng ta có từ gợi ý nhá, bắt đầu bằng chữ L, L. Chữ L. Rồi chúng ta có từ gì nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Chúng ta có từ legend, truyền thuyết, truyện cổ tích hoặc huyền thoại. Từ này các bạn hay gặp lắm đây. Legend, đúng không nào? Huyền thoại, đúng không? Nhưng mà các bạn không biết là nó dùng để chỉ cả chuyện cổ tích và truyền thuyết, đúng không nào? Ok, vậy mình đọc nhá. Legend, 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 truyền thuyết, truyện cổ tích hay là huyền thoại. Ok, nhìn sang trang nhìn sang bức ảnh bên tay phải nào. Chúng ta thấy là a lot of people, đúng không nào? Họ đang mặc đồng phục, một cái lễ phục gì đó, xong rồi họ tham gia vào một cái nghi thức, nghi lễ, đúng không? Vậy mình có từ gì để chỉ cái nghi thức và nghi lễ nào? Đúng rồi. Cảm ơn các em. Em đưa ra câu trả lời rất là chính xác. Chúng ta có từ ritual, dùng để chỉ nghi thức và nghi lễ. Đọc nhá, trọng âm ra vào ấn tiết đầu tiên này. Ritual, ritual. Ok. Âm y ngắn, ritual. Âm chờ, ritual. Ok. Nghi lễ, nghi thức. Đọc lại này. Huyền thoại, truyền thuyết hay chuyện cổ tích thì chúng ta đọc là legend. Còn nghi lễ, nghi thức thì chúng mình đọc là ritual. Ok, let's move on. Rồi, vậy thì nhìn vào cái bức tranh này. Look at the picture. Cái này là một cái nơi rất là quen thuộc, rất là familiar với các bạn, với gia đình các bạn. Và hầu như nhà nào cũng có một cái nơi như thế này. Cái này gọi là gì nhỉ? Ban thờ hay là phòng thờ, đúng không? Bạn Anh Quân đưa ra câu trả lời là altar là chính xác. Chúng ta có từ altar dùng để chỉ cái nơi mà để mình thờ cúng tổ tiên. Altar, âm o, altar, altar, âm ơ, o và ơ nhé. Altar, ban thờ. Ok, vậy thì cái nơi thờ cúng tổ tiên, đúng các bạn? Vậy tổ tiên là gì, đố các bạn biết? Không phải nghi ngờ. Chính xác, tổ tiên của mình gọi là ancestor. Có ba âm tiết nhá. An này, ses này và tờ. Ancestor, được chưa nào? Âm e bẹp. Ancestor. Ok. Là tổ tiên. Rồi, từ tiếp theo này. Lúc nãy các bạn có trả lời với cô một đáp án là mystery. Nhưng mà không phải, đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô đưa ra cái từ mystery này thì nó có nghĩa là gì? Mystery là gì nhỉ? Huyền bí, chính xác. Sự huyền bí hay còn gọi là bí ẩn, điều bí ẩn. Mystery. Trọng âm ra vào âm tiết đầu tiên chúng ta không đọc là mystery nhé. Chúng ta đọc là mystery. Rồi, vậy thì mình nối âm vào nhé. Mystery. Mystery. Tree á, nhưng mà mình đọc nhanh lên. Mystery. Ok, bí ẩn, điều bí ẩn hay là huyền bí, sự huyền bí. Cái này nó có số nhiều của nó đấy nhá. Mysteries. Đổi y dài thành y ngắn thêm s là thành số nhiều. Và chúng ta đến với một cái từ tiếp theo dùng để bạn nào mà hay xài cái các cái công cụ chỉnh ảnh á. Ví dụ như là Adobe chẳng hạn, hay là bất kỳ một công cụ chỉnh ảnh nào thì nó có cái tool là tool contrast. Là gì nhỉ? Cái tool contrast, đúng rồi. Gọi là sự tương phản, trắng đen, đúng không nào? Đó, sự tương phản, sự trái ngược nhau. Contrast. Các em lưu ý nhá, cái từ nào mà có hai âm tiết ấy, nếu nó là danh từ thì trọng âm nó rơi vào âm tiết đầu tiên. Như ví dụ như từ này thì đọc là contrast, âm o ngắn. Tí nữa, bây giờ các em sẽ được xem động từ của nó này. Vẫn là cái từ đấy, nhưng mà nó sẽ đổi trọng âm đi, đổi sang âm tiết thứ hai và đổi phiên âm thành âm ơ. Contrast. Đọc lại này. Contrast và contrast. Khác nhau nhé. Nghĩa của nó thì vẫn thế thôi, là tương phản hoặc là khác nhau.
Contrast là danh từ, sự, đúng không nào? Contrast là động từ. Rồi một cái từ tiếp theo ở cái bên tay phải là fortune. Cái fortune là gì nhỉ? Cái nghĩa bình thường của các bạn á thì các bạn hay dùng là luckiness, đúng không? Đúng rồi. Bạn trả lời cô là may mắn, vận may, luckiness, chính xác. Vậy thì nó còn một cái nghĩa nữa, đó chính là gia tài hoặc là tài sản. Vậy các bạn có thể sử dụng fortune như một luckiness, như vận may hay là như sự may mắn. Hoặc là các bạn có thể dùng fortune có nghĩa là tài sản hoặc gia tài. Hai âm tiết nhá. Fortune, âm ch. Fortune, fortune. Ok. Tiếp. Nhìn sang bên bức tranh bên tay trái, mình thấy một con chim đúng không? Một loài chim. A kind of bird. Nhưng mà tên con này là gì nhỉ? Tên tiếng Anh. Tên nó rất là hay, nghe rất là hay. Bắt đầu bằng chữ M, sau đó là chữ A. Chấm chấm chấm. Có 6 chữ cái. Đúng rồi, magpie. Magpie là con gì nhỉ? Magpie, bạn Mai vừa trả lời với cô là con magpie. Đúng rồi, đây là con chim chích chòe. Vậy thì mình có con chim chích chòe gọi là magpie. Ê, tại sao cái con này nó lại nằm ở trong bài học của mình? Bởi vì ở một số nơi thì người ta quan niệm là cái con này nó người ta mê tín về cái con này nhá. Nhưng ví dụ như cô thì cô chả thấy, cô thấy nó bình thường thôi. Nhưng một số người thì không thích con này này. Không thích khi gặp nó, người ta cũng coi nó là vận xui vận rủi gì đấy. Ừ. Đúng rồi. Vậy thì tùy nơi đúng không các em? Nhưng mà một số nơi thì không. Có bạn nào mà kiểu như là dạng như là không biết cái điểm của nó là gì thì có lẽ là ở chỗ các bạn thì không quan trọng về cái con này. Nhưng có những người người ta rất là mê tín này. Nhìn thấy con này là người ta không thích. Như kiểu là con cú với con chim lợn đúng không? Mà nó cứ hót lên ở ngoài nhà mình ấy, thì người ta bảo là có điềm không may. Đó. Ok. Vậy thì magpie là con chim chích chòe. Another. Mình sang một cái bức tranh tiếp theo này. Các em nhìn thấy cái người phụ nữ, a woman này, wearing cái gì đó. Mà chúng mình cần phải tìm ra nó là từ gì đúng không? Một cái mạng che mặt và một cái khăn trùm đầu. Vậy thì cô ấy đang đội cái gì ấy nhỉ? Cô này cô đang đội cái gì? Đeo cái gì đây? Không phải là mask. Vì mask là mặt nạ. Đúng rồi. Veil. Veil là đáp án chính xác nhá. Veil. Mạng che mặt hoặc là khăn trùm đầu. Các bạn ghi từ vựng đầy đủ cho cô nhé. Bởi vì sau khi mà kết thúc cái chuỗi kỳ nghỉ này thì là mình sẽ phải kiểm tra vở. Đó. Chúng mình có veil, mạng che mặt hay là khăn trùm đầu. Ok. Rồi. So now you will look at the picture này and describe it. Các em sẽ miêu tả nó cho cô này. Các em nhìn thấy rất là nhiều người. Nhưng người ta có một điểm chung là gì? Về trang phục. Cũng như là về gọi là social class đi. Phân cấp xã hội đi. Người ta mang lại cho em, bức tranh này nó mang lại cho em một cái cảm nhận như thế nào? Mang lại cảm nhận như thế nào nhỉ? Ừ đúng rồi, trông rất là gentle, đúng không? Trang trọng quý tộc, đúng thế. Đây chính là trang phục của quý tộc ngày xưa đúng không nào? Vậy thì đây gọi các em gọi là đây là quý tộc đúng không? Gọi là có tầng lớp có địa vị cao hay còn gọi là thuộc về tầng lớp quý tộc. Để chúng ta có một từ trong tiếng Anh để chỉ cái tầng lớp này. High status, tính từ là có địa vị cao hay là thuộc tầng lớp quý tộc. Đọc lại nhé. High status. High status. Đấy, cái social class của họ rất là high đúng không? Đấy, cái gọi là cái phân cấp xã hội của họ rất là cao. Có địa vị cao mà. Quý tộc. Thuộc về tầng lớp quý tộc.
Thế thì những người này chắc chắn là có prestigious, tức là gì ạ? Có uy tín, có thanh thế. Prestigious có ba âm tiết này. Pre, sti và just. Prestigious có thanh thế, có uy tín. Các em ghi cả cách đọc vào nhé, không lát nữa cô hỏi thì lại không biết cách đọc đâu. Đọc lại này. High status là có địa vị cao hay là thuộc tầng lớp quý tộc. Và prestigious có nghĩa là có uy tín hay là có thanh thế. Lại nhá, cho các bạn một vài giây để chép. Ngồi. Ok, vậy chúng ta có high status and prestigious. Alright, so let's move on. Chúng ta lại đến với một cặp từ, tức là một từ mà nó vừa là danh từ vừa là động từ. Vậy danh từ của nó đọc là rebel. Trọng âm vẫn rơi vào âm tiết thứ nhất vì nó là danh từ đúng không? Theo quy tắc trọng âm của từ có hai âm tiết. Rebel là kẻ nổi loạn. Nhìn thấy cái bức tranh này rất là kiểu, rất là nổi loạn đúng không? Rebel, âm e. Nhưng mà khi nó là động từ này thì nó sẽ đổi trọng âm là đầu tiên đã. Và cái thứ hai là nó đổi cái phát âm đi. Bởi vì khi mà thay đổi trọng âm thì nó sẽ phải đổi cái phát âm, đúng không? Cái từ mà lấy trọng âm thì đương nhiên cái nguyên âm của nó sẽ rất là dạng như là nó sẽ quy về nguyên âm dài, nguyên âm rõ. Còn những cái từ mà ngay cạnh cái âm tiết lấy trọng âm thì nó sẽ quy về ơ hoặc là y ngắn. Rồi, vậy thì rebel là danh từ và rebel là động từ, nổi loạn, chống đối. Rebel and rebel. Ok. Another picture này. Mình nhìn thấy một cái bức tranh, nhìn thấy một người đàn ông như đang có cái gì đó bay lên đúng không? Vậy thì nó là cái gì nhỉ? Thăng hoa, không phải. Linh hồn nhá. Chúng ta có một danh từ soul, linh hồn đúng không? Hoặc là tâm hồn. Bạn nào đã nghe cái bài You're My Heart and You're My Soul của gì nhỉ? Modern Talking chưa? Rồi đúng không? Bài đấy rất là phổ biến luôn. Bài đấy như kiểu dạng như là kinh điển đấy. Soul, linh hồn, tâm hồn đúng không? Từ này chắc bạn nào cũng biết. Đọc lại này. Rebel là danh từ, kẻ nổi loạn, người đấy nhá. Rebel, nổi loạn, chống đối. Và soul là linh hồn, tâm hồn. Cái từ này mình đã, cái linh hồn ấy mình dùng cái từ spirit cũng được. Spirit ấy. Ok. Rồi. Vậy thì cái bức tranh sau đây, there are a lot of people, đúng không nào? Có rất là nhiều người. Và họ đang làm gì đây? Họ đang giơ biểu ngữ này. Họ đang la hét này. Đúng không? One earth, one chance. Họ đang yêu cầu một cái gì đó. Vậy thì đây là hành động gì? Human change, not climate change. Biểu tình, chính xác. Vậy biểu tình là protest. Sự biểu tình đúng không? Cuộc biểu tình. Sự phản đối. Danh từ mình đọc là protest. Âm O, trọng âm đầu tiên. Protest. Từ này mà nó là động từ thì nó sẽ đổi thành protest. Pro và test. Protest. Biểu tình. Phản đối. Đọc lại này. Danh từ mình đọc là protest. Nhưng động từ thì mình đọc là protest. Yeah. Biểu tình nhá. Phản đối nhá. Rồi. Mình có một cái cụm từ dùng để chỉ các dự án kinh doanh hay còn gọi là công việc kinh doanh, đúng không? Em nhìn thấy cái bức tranh mà một cái người đàn ông đang vẽ những cái mô hình kinh doanh này, rồi thì kế hoạch tài chính này, rồi thì biểu đồ tăng trưởng các thứ đó, budget các thứ, thì nó là dự án kinh doanh hay còn gọi là công việc kinh doanh. Mình gọi là business venture. Business venture. Business and venture. Nghe, dự án kinh doanh hay còn gọi là công việc kinh doanh. Động từ believe thì các em đều biết rồi. Ở đây cô muốn nhắc lại để nhấn mạnh cho các bạn cái gọi là cái ending sound, cái âm cuối của nó. Believe.
sờ lên cổ họng này, có rung này, sờ lên cái dây thanh quản này, nó có rung. Believe. Cái này mới là chính xác nhá. Nó rung rung nơi này là được. Đúng chưa? Tin tưởng. Believe. Nhưng danh từ của nó thì nó đổi cái ending sound thành vô thanh. Đúng chưa? Nó đổi thành âm. Khi phát âm cái âm vô thanh này thì các em sờ lên thanh quả, dây thanh quản sẽ không rung đâu. Cô đọc lại động từ này. Believe. Các bạn cứ thử làm như cô mà xem. Believe và belief. Hoàn toàn không rung một tí nào. Thì cái belief này nó là sự tin tưởng hoặc nó có thể chỉ tín ngưỡng. Ví dụ như các em theo đạo Phật chẳng hạn, hoặc là có một số bạn theo đạo Thiên Chúa, thì đấy là belief của các em, cái tín ngưỡng của mình. Ok. Và một cái động từ nữa chỉ tồn tại, đúng không nào? Ví dụ như man exist hoặc là lions exist, gọi là người tồn tại hay là loài người tồn tại hoặc là loài sư tử á. Thì cái gì đó tồn tại trên trên đời này ấy, thì người ta gọi là exist, tồn tại. Danh từ của nó thì các bạn biết rồi, existent, đúng không? À, ok. Vậy thì chúng ta đã kết thúc cái phần từ vựng của chúng mình. Sau đây chúng mình sẽ có một cái bài tập nho nhỏ để gọi là luyện tập lại những cái từ vựng mà chúng mình đã được học. Các bạn sẽ làm một cái hành động, đó chính là fill in the blank, điền vào ô trống với 6 cái từ sau đây. Prestigious, có uy tín, có thanh thế này. Superstitious, mê tín này, mê tín về cái gì này. Ancestor này, gọi là tổ tiên, ông bà tổ tiên. Superstition này, sự mê tín, đúng không? Mysteries, dạng số nhiều, gọi là những điều bí ẩn, những điều huyền bí. Ritual là nghi lễ, nghi thức. Vậy thì các em sẽ xem xét và điền nó vào một trong sáu, gọi là sáu cái câu sau đây. Six sentences. Cái bài điền từ này nhá, cô nhắc lại cái cách làm này. Thì các em sẽ xem xem là cái ô trống này nó nằm ở đâu, vị trí nào và cần loại từ gì. Ví dụ cái câu số 1 này. Rồi nhá, bây giờ tính từ bây giờ là các bạn có 2 phút để chuẩn bị này. Sau đó cô sẽ gọi một số bạn đứng lên trả lời. Cô gợi ý này, cái câu số 1 này thì mình sẽ xem này. Cái ô trống nó nằm sau từ our là tính từ sở hữu. Sau tính từ sở hữu là danh từ. Vậy các bạn sẽ điền một cái danh từ vào đây. Cái danh từ gì mà liên quan đến cái bối cảnh là mình đang nhắc đến onter. Là cái gì đấy? Nhớ lại, vừa đi học cái từ này rồi. Onter. Ok. Number 2 này, do you believe? Do you believe in, đúng không? In cái gì đấy thì phải là danh từ. Vậy bạn có tin, tin cái gì không? Vậy điền cái danh từ gì vào đây mà cần phải sự tin tưởng của mình. Câu số 3 này. Đó, there are, có nhiều cái gì đó, many nữa. Vậy thì chỗ trống này nó sẽ điền một danh từ số nhiều. Để các em nhìn trong 6 cái từ trên đầu này, có cái từ nào là danh từ số nhiều thì mình điền vào đây. Câu số 4, I am, to be, đúng không ạ? Đằng sau là có giới từ about. Vậy trong ô trống này là điền một tính từ. Tính từ gì mà bối cảnh mình đang nhắc đến number 13, số 13. Câu số 5, he is rich, and. Các bạn cứ nhìn đến cái từ and này này, thì các bạn biết là nó sẽ nối giữa hai từ loại, hai từ cùng loại. Ví dụ như ở đằng trước là nó có từ rich, giàu, đúng không? Vậy đằng sau cũng phải là tính từ. Và cùng một trường nghĩa với cái từ rich này. Ví dụ như các em có thể nói là gọi là giàu và sang chẳng hạn, chứ không ai nói là giàu và nghèo, giàu và rách chẳng hạn. Ý là nó không đi được với nhau ấy. Anh ấy đẹp trai và thông minh, đúng không? Tức là những cái nhóm từ positive meaning nó sẽ đi với nhau, và những nhóm từ có negative meaning thì nó sẽ đi với nhau, nối bằng từ and mà. Chứ không ai nối từ and giữa một tính từ negative và một tính từ positive cả. Ví dụ như là mình khen một cái anh chàng nào đó chẳng hạn, mình khen là wow anh ấy thật là đẹp trai và ngu ấy, thì nó không hợp lý, phải không nào? Vậy các bạn sẽ tìm một tính từ
mà nó phù hợp, nó cùng cùng positive như từ rich để điền vào đây. Ok chưa? Câu 6. My mother and I often go to pagoda. Pagoda là chùa nhá. On Tết này, vào dịp Tết. As a religious. Religious là một tính từ gọi là thuộc về tôn giáo. Vậy thì tính từ nó đứng đây. Đằng trước có mạo từ a. Vậy thì đây đằng sau ô trống phải là danh từ rồi. Nó liên quan gì đến cái pagoda và religious? Đó. Rồi ok. Hết 2 phút. Mời một bạn phát biểu câu đầu tiên này. Mời bạn nào đây? Bạn nào giơ tay nhỉ? Trường An đi. Bạn giơ tay đầu tiên. Ờ, em cô là Asset. Ừ, em đọc cả câu lên cho cô với. This answer is used to worship our ancestor. You know my son. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta có ô trống đầu tiên mình điền ancestor. This altar is used to worship our ancestor. Dịch là gì nhỉ, An nhỉ? Cái này thường xuyên thờ cúng tổ tiên. Cái này là cái gì hả em? Em không biết altar là gì. Vừa học xong. Chưa ghi bài đúng không? Bàn thờ, cái bàn thờ này thường xuyên dùng để tổ cúng, thờ cúng tổ tiên. Đúng rồi, chú ý vào nhá. Trong bài này cô sẽ bất chợt hỏi nghĩa của từ đấy nhá. Các bạn ghi chép đầy đủ vào và sau đó là nhớ để ý đấy. Bạn số 2 nào, bạn Lê Hoàng Long. Câu số 2. Do you believe in superstition? Do you believe in superstition là gì hả em? Bạn có tin vào sự mê tín không? Đúng rồi, chính xác. Mình liền superstition vào đây. Cảm ơn em. Rồi, câu số 3. Mời bạn Ngọc An nào. Cô ba em liền là my stories. My stories. Đọc lại câu xem nào. Đọc cả câu xem nào. There are many mysteries around us, but we can't explain why. Mình đọc tới từ này là mysteries nhá, không đọc là my story. Ok. Rồi, em dịch cho cô câu 3 nào. Có rất nhiều điều bí ẩn xung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể giải thích tại sao lại xảy ra. Đúng rồi, chính xác. Vậy điều bí ẩn thì đương nhiên là mình không giải thích được rồi. There are many mysteries around us, but we can't explain why. Được chưa? Câu số 4 này. Hoàng Văn Nghĩa đi. Em cô là superstition. Đọc cả câu nào. I am superstition about the number 13. It's bad and you. 13. Trọng âm và âm tiết thứ hai. Đúng chưa? Dịch cho câu này nào. Tôi rất mê tín về con số 13. Nó rất tồi tệ và còn bạn thì sao? Đúng rồi. Chính xác, tôi mê tín về cái con số 13. I am superstitious about the number 13 nhé. Còn nếu mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất phải là 30. Đó, 30 với 13 mà. Cái này cô dạy rồi đúng không? Rồi, câu số 5. Mời bạn Bùi Ngọc Mai. Em của Điền prestigious. Em đọc cả câu và dịch cho cô nào. He is rich and prestigious. I admire him so much. Anh ấy giàu và có tín. Tôi ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều. Đúng rồi. Anh ấy giàu và có uy tín, có thanh thế. Tôi rất là ngưỡng mộ anh ấy. Chính xác. Bạn cuối cùng mời bạn Văn Quyến. Em gọi là Ritual. Đọc cả câu và dịch nào. My mother and I often go to the pagoda on Tết. As a religion ritual. Religious ritual. Rồi, dịch câu này cho cô nào. Mẹ tôi và tôi thường xuyên đến chùa vào Tết để làm nghi lễ. Như một nghi lễ tôn giáo. Ừ, nghi lễ tôn giáo. Đúng rồi, chính xác. Nhá, lúc nãy cô thấy bạn Quyến đọc cái chỗ này là go to the pagoda này. Nhưng mà chỗ này của chúng mình là go to pagoda nhá. Và lát nữa sang phần ngữ pháp thì các bạn sẽ hiểu tại sao lại là go to pagoda mà không phải go to the pagoda. Được chưa? Ok,
À, từ cuối cùng của chúng mình là ritual nhá. Ok, à, vậy thì cái bài này các bạn đã nắm rõ về những cái nghĩa của từ này chưa? Các bạn ghi đầy đủ và sau đó là về nhà học thuộc cho cô từ mới nhá. Ok, now let's move on the second part of our lesson, grammar. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai của buổi học ngày hôm nay là phần ngữ pháp. Đấy, phần ngữ pháp như cô đã giới thiệu từ cái slide đầu tiên là chúng mình sẽ làm quen với một cái chủ điểm là articles, về mạo từ. Thì mình sẽ xem ra là mạo từ nó chia ra làm hai loại này. Loại thứ nhất là definite article, là mạo từ xác định, gồm có the. Mạo từ xác định gồm có the. Cứ nhắc đến xác định thì là the. Và cái thứ hai là indefinite articles, là mạo từ bất định hay còn gọi là không xác định, thì sẽ gồm hai cái còn lại là a và an. Mạo từ chia làm hai loại này, xác định và bất định. Xác định thì là the, bất định thì là a và an. Ok. Rồi, vậy thì mình đi tìm hiểu cái phần A, definite article, mạo từ xác định nó là cái gì. Mạo từ xác định thì chức năng của nó là xác định thôi các em. Và mình sẽ sử dụng trong các trường hợp sau đây nhé. Nào, sử dụng trong các trường hợp sau đây nào. Mình sẽ nhìn nhé. Phần này các em ghi chép đầy đủ cẩn thận cho cô nhé. Vậy thì trường hợp thứ nhất, chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định the đứng trước danh từ mà được kể đến hai lần. Đến lần thứ hai trở đi thì nó sẽ được thêm the vào đằng trước danh từ. Ví dụ này, cái ví dụ của cô là một là hai cái câu trong một bối cảnh đúng không nào? Câu thứ nhất này, I live in a house. Vậy cái danh từ house của mình ở câu đằng trước nó là một thông tin mới, thì nó sẽ được dùng a. Nhưng từ cái câu số 2 trở đi, khi mà cái từ house đấy nó được nhắc đến lần thứ hai thì nó sẽ thêm the vào đằng trước. The house is very big. Nó xác định đúng không nào? Tôi sống ở trong một căn nhà. Cái căn nhà đấy rất là to. Vậy cái căn nhà đấy chính là cái căn nhà mà tôi live in. Đó. Vậy thì túm lại là cái danh từ nào mà nó xuất hiện đến lần thứ hai trở đi thì nó sẽ được thêm the vào đằng trước. Ví dụ thứ hai này, he has two children, a daughter and a son. Từ câu số 2 này thì daughter và son mình đã biết ở câu trước rồi, cho nên là the daughter and the son. Được chưa? Vậy cái cách dùng thứ nhất thì rất là dễ. Sang cái cách dùng thứ hai này, the nó sẽ đứng trước các danh từ là các yếu tố duy nhất trên đời, tồn tại duy nhất trên đời. Cái này bỏ qua mấy cái học thuyết của các bạn nhé, mấy cái học thuyết của các cái phim viễn tưởng ấy. Mình xét những cái yếu tố duy nhất trên đời theo khoa học, thì ví dụ như là the sun chẳng hạn, mặt trời có một đúng không, the earth chẳng hạn, hoặc là the moon, thì những cái mà có một trên đời á thì mình cho the vào đằng sau, à cho the vào đằng trước. Clear chưa nào? Number 3 này, nó sẽ đứng trước tính từ dùng để chỉ một nhóm người hoặc một tập hợp. Cái này các bạn đã được học trong unit 4 hay là unit mấy nhỉ? Unit 4 hay 5 gì đấy đúng không? Về volunteer phải không nào? Và nó có một cái cụm từ là cụm the disadvantaged đúng không nào? Hay là the handicapped, là chỉ những người khuyết tật á. Thì đây, chúng mình có the đứng trước tính từ dùng để chỉ một nhóm người, một tập hợp. Những người nghèo là the poor. Những người trẻ là the young. Những người già là the old. Hay những người giàu có là the rich. Số 4 này. Số 4 này các em gạch chân cho cô. Chữ sông, biển, đại dương và dãy, dãy núi nhé. Đứng trước danh từ chỉ tên riêng như tên sông, tên biển, tên đại dương hoặc tên dãy núi thì sẽ có the. Ví dụ sông Nin này thì chúng ta có the đúng không nào? Bạch Đằng Hotel là tên riêng của một khách sạn, chúng ta có the. Mekong River
Sông Mekong thì chúng ta cũng có the. Himalayas, dãy núi Himalaya thì có the. Nhưng ngọn núi thì sẽ không có the nhá. Tên hồ thì sẽ không có the nhá. Chỉ có sông và dãy núi, biển, đại dương. Ban nhạc, tên riêng, các thứ. The Beatles, tên ban nhạc. Hay là The Modern Talking chẳng hạn. Ban nhạc Modern Talking hay ban nhạc Beatles. Đó. Thì các bạn ghi cho cô cái ý thứ tư này thật cẩn thận này. Lát nữa mình sẽ xem tại sao phải sông, phải là dãy núi thì nó mới có the. Ok, and number 5. Đứng trước tên quốc gia nào mà có S ở cuối hoặc trong tên có từ kingdom. Vậy cái này cô nhắc đến trên lớp một vài lần rồi. Đúng không nào? Cô có hỏi các bạn xem là tại sao lại Philippines thì lại có the, hay là United States và United Kingdom thì lại có the, đúng không? Thì các bạn đều trả lời cô là bởi vì Philippines là quần đảo nên là nó có số nhiều. Còn United Kingdom hay là United States thì nó là tập hợp nhiều bang hay là nhiều vùng lãnh thổ vào với nhau, đúng không? Chính xác. Thì chúng ta có các quốc gia có S ở cuối hoặc trong tên có kingdom nhé. Thì mình sẽ có the. Đó, đó là một cái rule thứ 5. Nếu mà cô đi nhanh quá thì các bạn nhắn tin cho cô xong rồi bảo cô chậm lại nhé. Thì cô sẽ đi chậm lại. Rồi này, vậy chúng ta có cái slide đầu tiên là 5 cái cách dùng của mạo từ xác định. Sang slide tiếp theo, chúng ta học tiếp cách dùng thứ 6. Thứ 6 này, vậy thì... Rồi, hơi lỗi tí. Cách dùng thứ 6 là the này, nó sẽ đứng trước danh từ trong bối cảnh người nói và người nghe đều hiểu. Cái này thì các bạn sẽ nhìn vào ví dụ để biết thêm này. Tại sao lại nói là trong bối cảnh người nói và người nghe đều hiểu nhỉ? Đây, đợi cô gạch chân nhá. À, đâu rồi, đây. Rồi này, người nói và người nghe đều hiểu. Tức là khi mà các em nhắc đến một cái danh từ đó, thì cái danh từ đó nó đã có cái sức ám thị từ trước. Tức là giả sử như bạn Mai này, và bạn Ngọc đang cùng xem một cái bộ phim, đúng không? Gọi là bộ phim Itaewon Class đi. Ví dụ như thế. Thì các bạn ấy cùng rủ nhau xem cái bộ phim Itaewon Class đấy. Xong rồi hôm sau đến lên trên lớp. Bạn Ngọc bạn ấy bảo bạn Mai là the film is really interesting. The film is really interesting. Cái bộ phim ấy rất hay. Thế các bạn đứng xung quanh thì đương nhiên là không hiểu rồi, vì các bạn ấy đâu có xem cái bộ phim mà hai bạn ấy nhắc tới đâu. Nhưng mà nếu các bạn Ngọc nói với bạn Mai thì bạn Mai sẽ hiểu, bởi vì hai bạn ấy cùng ám thị trước với nhau là cái the phim ấy chính là Itaewon Class, phải không? Vậy thì đây chính là cái bối cảnh mà có sự ám thị từ trước, mà khi đưa cái danh từ ấy ra thì người nói và người nghe đều hiểu là cái danh từ ấy là danh từ nào. Look at the example này. Vậy thì cái ví dụ thứ nhất của cô, I'm going to the supermarket. Tôi đi đến siêu thị, đúng không? Nhưng tại sao lại có the? Bởi vì người nói và người nghe đều hiểu là cái siêu thị mà we always go to, chúng ta thường xuyên đi tới, chúng ta luôn luôn tới, thì mình sẽ hiểu ngay cái siêu thị ấy là gì. Cái ví dụ thứ hai, the children are upstairs. Vậy thì ở trên lầu thì có our children, tức là lũ trẻ của mình ấy. Thì đương nhiên là người nói và người nghe đều hiểu. Cái ví dụ cuối cùng, could you shut the door? Trong bối cảnh mà các bạn đang ngồi trong lớp học á, có một bạn, bạn ấy nhờ là could you shut the door please? Thì hiểu ngay là đi đóng cửa, có mỗi một cái cửa thôi. Đúng không nào? Ok, vậy thì cái bối cảnh này nó là bối cảnh đặc biệt. Các bạn gọi là listener và speaker sẽ có sự ám thị từ trước về cái danh từ đó. Hoặc là như cái câu nhờ đóng cửa này này, thì trong cái phòng đấy có mỗi một cái cửa thôi. Vì vậy cho nên the door đều hiểu là cái door nào. Sang phần thứ 7 này, thì the nó sẽ thường dùng với so sánh nhất. Ví dụ như you are the best ever. Bạn gọi là bố là người tuyệt vời nhất, đúng không? The best. So sánh nhất thì bao giờ cũng đi với the rồi.
Cái số 8 này, các bạn gạch chân cho cô cái cụm danh từ chỉ phương hướng nhé. Cụm danh từ chỉ phương hướng gạch chân này. Vậy tại sao lại là cụm danh từ chỉ phương hướng? Thì các bạn nhìn xuống cái ví dụ thứ nhất. I live in the northwest of Egypt. North là bắc, còn west là tây đúng không? Tây bắc, phía tây bắc. Vậy các bạn nhìn đến cái chữ of này này. The northwest of này. Vậy thì northwest nó đang đóng vai trò của một danh từ. Thì nó sẽ có the ở đằng trước. Hoặc các cụm từ, cụm giới từ chỉ vị trí. Ví dụ như in the east, I at the top, on the left, at the office, I at the bank, at the cinema. Đều là chỉ vị trí đúng không? Cụm trạng từ cũng đi với giới từ đúng không? Đều chỉ vị trí thì mình sẽ có the ở trong cụm từ đó. Hay là các buổi trong ngày, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Sáng, chiều, tối thôi nhá. Thì mình sẽ có the. Rồi, ghi cẩn thận cho cô cái số 8 này này. Lát nữa mình sẽ gặp những cái ngoại lệ của cái số 8 này này. Thì mình sẽ không dùng với the. Ghi chưa? Vậy chúng ta có 8 cái cách dùng của mạo từ xác định the. Tiếp theo là mình sẽ đi đến phần ghi bài này. Cô kéo cái này xuống cho các bạn ghi này. Rồi, indefinite article phần B. Mạo từ bất định. A và an. Vậy a và an sẽ được dùng trong các trường hợp nào? Chúng ta sẽ dùng a và an trong 4 trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất và thứ hai. Nó sẽ dùng để giới thiệu một thông tin mới đứng trước danh từ số ít đếm được, đúng không nào? Ví dụ như trong ví dụ đây, there is a book and an apple. Thì book và apple là một thông tin mới mình mới nhắc đến lần đầu tiên, cho nên mình dùng a và an. Đằng sau là on the table là cụm từ chỉ vị trí đúng không? Thì có the, đằng trước mình vừa mới học ở số 8 xong. Đúng không? Vậy chốt lại là nó sẽ đứng trước danh từ số ít đếm được và để giới thiệu một thông tin mới. Số 3 này. Ơ và ân sẽ đứng trước các danh từ chỉ nghề nghiệp. Ví dụ như khi cô giới thiệu với các em. I am a teacher. I am a teacher. Hay là bạn Long bạn nói với cô là I am a student chẳng hạn. Em là học sinh đúng không? Student and teacher đều là nghề nghiệp đúng không? Job. Và nó đều dùng a và an. Ví dụ câu này, my sister wants to be an engineer. Đó, thì a và an nó sẽ đứng trước các danh từ chỉ nghề nghiệp. 4. A và an sẽ đứng trước các cụm từ chỉ số lượng, số đếm, đo lường hoặc là phân số. Nói chung là cái gì mà đo đếm. Ví dụ số lượng này, a lot of. A lot of không có s ở lot nhé. Còn nếu nó là lots of thì nó sẽ không có a đâu. A lot of này, a great deal of này, a couple này, a dozen of, một tá đúng không các em? Thì nó đều có a. Hay như số đếm này, số đếm hàng trăm và số đếm hàng nghìn thì chúng ta dùng là a hundred hoặc là one hundred hoặc a thousand hoặc one thousand. Đúng chưa? One thousand đồng hay a thousand đồng thì được. Ok. Đo lường phân số này. Tất cả các phân số có tử số là 1 thì mình sẽ đều dùng a. A third hoặc one third đều được này. A fifth 1/5 đúng chưa? One fifth. A half, một nửa, hoặc one half, hoặc 1/4, đúng chưa? One fourth, hoặc là a fourth. Thì mình đều dùng là a hoặc an. Nhớ nhé, tử số phải bằng 1. Vậy đây là những trường hợp mà mình dùng indefinite article, mạo từ bất định a và an. Các em có thể phân biệt mạo từ a và mạo từ an không? Chúng ta sẽ phân biệt như sau này. Mình sẽ dùng a khi, đẩy lên đây. Mình sẽ dùng a khi danh từ bắt đầu bằng phụ âm nhé. Consonant sound. Consonant sound tức là ngoại trừ 5 cái nguyên âm A, E, I, O, U ra thì còn lại sẽ là consonant sounds.
âm phụ âm. Ví dụ a bag or a chair. Ngoài phụ âm ra thì danh từ bắt đầu bằng chữ cái u. Vừa nãy cô vừa mới bảo là u là một nguyên âm. Nhưng ở đây có trường hợp ngoại lệ này. Nếu như bắt đầu bằng chữ cái u hoặc e u nhưng được phát âm là u, u nhé. Ví dụ như university thì mình dùng ơ, mình không dùng ân. Hay a uniform, mình dùng ơ. Hay a euro, mình cũng dùng ơ. Đó thì tất cả ba cái từ này nó bắt đầu bằng nguyên âm nhưng lại được phát âm là u. Thì nó sẽ dùng ơ chứ không dùng ân. Rồi, vậy thì khi nào dùng ân ạ? Ngược lại với dùng ơ thì dùng ân khi mà danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. A, E, I, O, U, đúng chưa? An apple này, an elephant này, an ice cream này, an order này. Nhìn cái chữ U này này. Khi chữ U nó được phát âm là U thì nó sẽ dùng ơ. Nhưng khi chữ U này nó phát âm là A, an umbrella, thì nó sẽ dùng ân. Đó. Và còn một trường hợp nữa, đó chính là các danh từ bắt đầu bằng âm hắt câm, silent sound, thì mình sẽ dùng ân. Ví dụ ân hour, lưu ý chỗ này này, ân honor hay ân honest man. Nhớ, hôm qua có nhiều bạn, rất nhiều bạn hỏi cô là cô ơi tại sao lại ân honest man mà không phải là ơ. Bởi vì đây là âm hắt câm ạ. Thì coi như là cái từ này nó bắt đầu bằng nguyên âm rồi. Honest man. Chứ có ai đọc là honest đâu các em. Hay không ai đọc là honor mà. Đúng chưa? Vậy đây là cách dùng ơ và ân nhá. Sau khi các em tìm hiểu về ơ này, ân này và the, thì các em còn một cái gọi là cái trường hợp nữa. Một số các cái trường hợp mà các em không thấy dùng cái mạo từ gì hết thì nó gọi là zero article. Vậy những trường hợp nào thì không dùng mạo từ nhỉ? Để lên đây nhá. Rồi. Trường hợp mà chúng ta không dùng mạo từ. Trường hợp thứ nhất, trước tên của hầu hết các quốc gia, các thành phố hay các vùng lãnh thổ nhé, thì mình sẽ không dùng mạo từ. Loại trừ các trường hợp quốc gia có S và có kingdom. Còn lại là mình sẽ không dùng mạo từ. Ví dụ như Ả Rập Xê Út này, quốc gia không dùng gì hết. Argentina này, không dùng gì hết này. Bắc Kinh này, Beijing á, thành phố đúng chưa? Không dùng gì hết này. Việt Nam, Hà Nội, chứ không ai dùng the Hà Nội hay ơ Việt Nam hết. Hay là vùng lãnh thổ Europe này hay Asia này thì cũng, chúng ta cũng đều không dùng mạo từ. Tiếp theo ý thứ hai là các cụm tính từ chỉ phương hướng khác với lại các cụm danh từ chỉ phương hướng chúng ta được học ở trong phần the. Thì trước các cụm tính từ chỉ phương hướng ạ, thì không dùng gì hết, không dùng mạo từ. Đây này, các em nhìn vào cái câu này này. I live in Northwest Egypt. Ở chỗ này thiếu mất cái từ of. Northwest nó đứng ngay đằng trước danh từ. Vậy thì Northwest này nó đang đóng vai trò của tính từ. Vậy thì sẽ không có the. Phân biệt với cái câu lúc nãy chúng ta học ấy, là I live in the Northwest of Egypt ấy. In the North West. Rồi. Vậy thì cái câu này, sorry, hơi lỗi, ai nhá, không phải in đâu, cô viết nhầm. Rồi ạ, vậy thì phân biệt với cái câu I live in Northwest of I live in Northwest Egypt với lại cái câu I live in the Northwest of Egypt, thì có bạn nào mà cảm thấy khó khăn trong cái việc xác định đâu là danh từ, đâu là tính từ ấy, thì cô chỉ cho các bạn một cách nữa, đó chính là các bạn thấy of thì các bạn vứt the vào. Còn chỗ nào mà không có of thì đừng có cho the vào. Thế là được. Đúng chưa nào? Các em nhìn hai câu này thì nó cũng chỉ khác nhau ở mỗi chữ of thôi. Cứ có of thì có the, mà không có of thì sẽ không có the.
Chưa nào? Rồi ạ. Hoặc là các cái gọi là tính từ chỉ phương hướng, ví dụ như Eastern này. Chúng ta có các cái tính từ chỉ phương hướng, ví dụ phương Đông. Về hướng Đông thì là Eastern. Về hướng Tây thì chúng ta có từ Western này. Chưa? Mình đây, để tắt. Rồi, tiếp này. Bây giờ Eastern là về hướng Đông đúng không? Western này, về hướng Tây này. Có Southern này, về hướng Nam này. Và còn cái hướng nào nhỉ? À, Northern nữa, về hướng Bắc. Thì bốn cái Eastern, Western, Southern và Northern này nó sẽ không đi with the. Đúng chưa? Vì nó là tính từ. Eastern, Western, Southern và Northern. Ok. Tiếp này, chúng ta có. Được rồi nhá. Các bạn chép nhanh bốn cái từ này vào để cô xóa nó đi. Eastern, Western, Southern and Northern. Rồi. Tiếp, cái số 3 là chúng mình sẽ sử dụng cái zero article trước tên hồ, tên núi, không phải là dãy. Một quả núi ấy. Ví dụ như Mount Kilimanjaro, ngọn núi Kilimanjaro này, thì mình sẽ không dùng mạo từ. Hay là hồ Titicaca, Lake Titicaca thì sẽ không dùng mạo từ. Hay là Mount Everest, thì ngọn núi Everest là mình sẽ không dùng mạo từ. Phân biệt với cái tên sông, tên biển đúng không, tên đại dương hay tên dãy núi là mình sẽ dùng the. Còn lại hồ và tên ngọn núi thì mình sẽ không dùng mạo từ. 4 này. Trước các cụm từ chỉ ngày tháng và giờ chính xác. On Friday, in March or at 7 o'clock. 5. Trước một vài cụm giới từ, trạng từ chỉ địa điểm như at home. Lúc nãy mình học cái cụm giới từ chỉ địa điểm vị trí thì nó sẽ có the đúng không? Ví dụ là at the cinema chẳng hạn. Hay là on the top, hay là on the left, on the right. Nhưng ở đây có một số các cụm từ đặc biệt, ví dụ như ở nhà. Mình dùng at home, không dùng at the home. Hay là at work, chứ không at the work. Nhưng at the office, còn at work. Đó, thì mình nhớ những cái trường hợp này thôi. Hay in bed, đi ngủ. At sea, đúng chưa? Hay là nãy mình học các cái buổi trong ngày đúng không? Morning, afternoon và evening thì mình có the. Nhưng mà riêng night và noon thì mình không có the. At night và at noon nhá. Đi vào đây, at night này, không tí lại quên. Và at noon đúng không? Đấy, at night và at noon thì mình sẽ không có the. Đó. Và số 6 này. Trước danh từ chỉ nghĩa chung chung. Thế nào là nghĩa chung chung? Tức là khi các em ví dụ như em đặt một câu này, ví dụ the children are upstairs đúng không? Cái câu vừa nãy, lũ trẻ con ở bên trên lầu, thì mình đang ám chỉ đến một cái lũ trẻ con nhất định. Hay là there is a child over there, có một cái đứa trẻ ở đằng kia, thì mình đang ám chỉ đến một cái đứa trẻ nào đấy. Chính xác là cái đứa trẻ đang đứng ở đằng kia. Còn danh từ chỉ nghĩa chung chung, tức là nó không ám chỉ đến ai cụ thể cả, mà nó túm gọn, nó túm bó đũa, nó túm chung tất cả mọi người, tất cả các vật, tất cả các cái danh từ ấy vào. Ví dụ này, children need plenty of exercise and fresh air. Thì đây là trẻ con nói chung. Đứa trẻ nào cũng thế này. Trẻ con nói chung đúng chưa? Hay sugar isn't good for you. Thì đường không tốt cho bạn, chứ mình chẳng nhắm đến cái lọ đường nhà ai cả. Hay là since men lived on earth này. Từ khi loài người, men ở đây gì cả loài người chứ không phải cái ông nào cả đâu nhá. Từ khi loài người sống trên trái đất này. Vậy thì đối với các danh từ mà chỉ cái nghĩa chung chung thì mình sẽ không dùng mạo từ.
Vì mình chẳng nhắm đến ai cụ thể cả, đúng không? Mình sẽ không dùng mạo từ nhá. Ví dụ như lions, eat meat chẳng hạn. Loài hổ ăn thịt. Thì không phải là mình nhắm đến con hổ nào cả, mà mình gọi chung cái loài hổ đó là chúng nó ăn thịt. Hoặc là cows eat grass chẳng hạn. Bò ăn cỏ, đúng chưa? Đó. Thì đó là những cái danh từ mang nghĩa chung chung. Rồi. Xóa cái này đi. Vậy thì là có definite article rồi này, mạo từ xác định này. Có indefinite rồi này, mạo từ bất định này. Có zero article, có không mạo từ này. Vậy thì các em ghi cho cô một cái check note, đó chính là có một cái luật đặc biệt cho các danh từ chỉ địa điểm sau đây. Ví dụ như school, ví dụ như university, ví dụ như college, hospital, prison, church or pagoda. Như vừa nãy trong cái ví dụ mà bạn Quyến bạn ấy đọc á, mà cô bảo là lát nữa xem tại sao mà nó không có the ấy. Thì những cái danh từ chỉ địa điểm như thế, nó sẽ chia ra làm hai trường hợp. Một trường hợp là đi với the, một trường hợp không đi với the. Cô có nói qua một vài lần ở trên lớp rồi, bạn nào còn nhớ, giơ tay. Giải thích được vì sao các ví dụ sau lại khác nhau này. Đó. Như các em thấy là ở bên tay phải là có the đúng không? Và bên tay trái là không có the. Vậy tại sao lại khác nhau này? Bạn nào giải thích được? Bạn Huyền. Mời bạn Huyền phát biểu. Em nghĩ là có the là có mục đích, không có the là không có mục đích. Ừ. Mục đích ở đây là gì hả em? Kỹ hơn một tùy người nói ạ. Ừ? Tùy người ta muốn làm gì người ta làm. Mục đích là vì người ta muốn làm gì người ta làm. Chưa đúng, không phải. Bạn nào nhớ lại được. Đây, nếu như bạn Huyền nói thì cái câu bên phải này không có mục đích là không đúng này. Các em xem này, ở bên trái đúng chưa? Go to school và go to the school trước nhé. The children go to school by bus. Lũ trẻ đi học bằng xe buýt. Đó, thì go to school. Nhưng bên kia này, I go to the school to help twice a week. Vậy thì tôi đến trường để giúp. Vậy có phải để học không ạ? Đúng rồi. Bạn Bảo Ngọc nói rằng là đến trường để học và đến trường để làm việc khác. Chính xác. Vậy thì các em xem đây này. Cái câu đầu tiên, câu bên trái, nó đi đến trường để học thì nó sẽ không có the. Đúng chưa? Vì mục đích của school là để học. Vậy nó đi đến trường để làm cái mục đích của cái địa điểm đấy thì nó sẽ không có the. Còn cái câu bên phải, I go to the school to help, không phải để học, thì nó sẽ có the. Vậy mình túm ra một cái kết luận, đó chính là nếu ai đó có mặt tại các địa điểm trên vì họ là học sinh ở trường này, sinh viên ở trường đại học này, ở cao đẳng này, bị ốm ở hospital này, là tù nhân ở prison này, đi cầu nguyện ở church này, đi cúng bái ở chùa này, thì sẽ không dùng mạo từ the. Được chưa? Còn nếu họ có mặt tại các địa điểm trên vì lý do khác, để làm việc khác, ví dụ đi đến trường để giúp, ở trong trường đại học làm việc ở căng tin chẳng hạn mà không phải để học, hoặc là để đi thăm bệnh chẳng hạn, hoặc là đi thăm tù chẳng hạn, hoặc là đến chùa để chụp ảnh chẳng hạn, mà không phải để lễ. Đó. Hoặc họ chỉ nhắc đến địa điểm đó, ví dụ như là cô với em nói chuyện về một cái bệnh viện, nhắc đến cái bệnh viện đó thì nó sẽ dùng the ở trong trường hợp này. Clear chưa? Nhớ cái ý này nhá. Cô nói không biết 3 lần rồi đấy. Rồi vậy sẽ có các cái nhóm từ chỉ địa điểm dạng như thế này. Khi mà các em sử dụng nó đúng mục đích thì nó sẽ không có the. Còn sử dụng nó với mục đích khác hoặc là nhắc đến nó thì nó sẽ có the. Rồi, xem nào.
Chúng ta skip cái bài này nhé. Chúng ta sẽ làm trực tiếp luôn một cái bài ở trong đường link. Đây, cô sẽ gửi cho các em một cái đường link, các em vào làm luôn bài tập cho cô nhé. Để cô xem nào. Stop share này. Rồi. Mời các bạn vào trong cái đường link mà cô gửi trong hộp chat. Làm cho cô cái bài tập về mạo từ a and the. Các bạn đọc kỹ đề bài trước khi mà các bạn làm nha. Không, đừng có ai không đọc xong rồi bắt đầu làm là sai đấy. Đây này. Đấy nhá. Cái bài tập của chúng ta nó như sau này. Các bạn ghi rõ họ và tên cho cô nhé. Để đến khi cô lọc ra danh sách ấy, nó không bị miss một bạn nào ấy. Nếu các bạn làm rồi mà các bạn không để rõ tên hoặc để rõ lớp á, thì rất dễ là lạc sang chỗ khác là cô không tìm được đâu. Lớp thì ghi rõ lớp 10C1 này. Họ và tên thì ghi đủ cả tên đệm, cả họ và tên này ghi viết hoa nhé. Ví dụ như Nguyễn thì viết hoa những chữ N đúng không? Quy tắc đấy các bạn biết rồi, cô không phải nhắc nữa nhé. Bài của chúng ta có 25 câu, gồm có 15 câu trắc nghiệm. Thì các bạn chọn phương án đúng nhất. Và 10 câu tự luận này. Thì các bạn điền cho cô a, an, the hoặc là x vào chỗ trống. Nếu như mà đáp án mà không cần điền mạo từ thì chúng mình viết là x, đúng chưa? Và phải viết hoa toàn bộ đáp án. Không thêm dấu câu, không thêm dấu cách nhé. Chỉ viết mỗi đáp án viết hoa thôi nhé. Xong rồi nộp lại cho cô nào. Nhanh chóng nào. Đây, cô sẽ bỏ mail ra nhá. Rồi, bây giờ các bạn vào làm được rồi đấy. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ làm bài tập này trong vòng 15 phút, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ chữa nhanh. Rồi sau đấy chúng mình sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Được chưa nào? Vậy các bạn làm nhanh cho cô nhé. Rút kinh nghiệm từ những cái bạn vừa làm này, thì cô thấy là có một số bạn vẫn chưa, gọi là chưa đọc kỹ cái hướng dẫn của cô đâu. Đây này, có vài bạn gửi cho cô nhưng mà sai nhiều lắm đấy. Đó, thì các bạn chú ý lưu ý cho cô cái phần tự luận nhé. Cái phần tự luận này, ở đây cô yêu cầu các bạn viết hoa đáp án toàn bộ. Tức là các bạn viết, đây cô cũng để lên trên cái phần hướng dẫn này, các bạn phải nhìn đấy này. Ví dụ chữ the thì các bạn viết hoa cả, các bạn bật caps lock lên nhé, các bạn viết the, t cũng viết hoa, h với e cũng viết hoa này, ân cũng thế đúng chưa nào, không cách, không chấm, không phẩy, không gì hết, viết hoa hết cho cô toàn bộ đáp án đấy, được chưa nào, để các bạn không bị sai, bởi vì các bạn phải hiểu là đây là các bạn đang làm bài máy chấm tự động nên là nó sẽ không được linh hoạt như giáo viên. Thì là các bạn phải thông cảm với lại cái máy là nó sẽ không nhận diện được các bạn khi mà các bạn cho vào những cái đáp án khác. Cái đáp án nó được cho thì nó sẽ không chấm của các bạn đâu. Nên là các bạn nghe hướng dẫn của cô và làm đúng theo hướng dẫn để các bạn không bị sai oan nhá. Rồi, 76 xem nào, 76. Rồi cô chữa này. Hiện nay cô đã nhận được của 100, xem nào. Đó nghĩa là 122 18. Vậy còn 4 bạn nữa thôi. Vậy 4 bạn ấy thì cứ từ từ làm. Cô chữa này. Đây, còn 3 bạn. Ok, vậy thì câu nào khó thì cô sẽ giải thích. Được chưa? Câu 1, she doesn't like talkative people, đúng chưa? Nói chung với những người lắm mồm. Nó chọn x, được chưa nào? Không chọn ơ ân nhá. Vì ơ ân là nó phải là danh từ đếm được số ít đúng không? Đây, talkative people là danh từ số nhiều rồi. Mà nó không nhắm chỉ một ai nên là mình chọn
không có mạo từ. It's true that the rich, tầng lớp người giàu. Đúng chưa nào? Mary lives in Canada. Tên quốc gia, không có the, không có an gì hết. Lake Ontario này, hồ này, thì cũng không có the, các em nhìn thấy chưa? The explorer crossed Pacific Ocean là tên của cái gì đấy? Đại dương, vậy thì nó có the. She has been playing nhạc cụ, thì phải có the. Playing the piano, playing the violin, đúng chưa nào? Playing the flute, có the. Nhưng mà lát nữa mình xem cái câu bên dưới, nó playing football, thì nó sẽ không có the. Vậy chúng ta rút ra một cái kết luận nữa là playing nhạc cụ thì có the, còn playing sport thì không có the. Play basketball, play volleyball, play football thì sẽ không có the đâu. For breakfast này, we usually have bread and egg, không có mạo từ. What time do you start? Cái chỗ này không có mạo từ, clear chưa các em? Đây là mình đang nói chung chung á, general á, in general, nó không nhắm chỉ một cái gì hết. Câu tiếp theo, what time do you start work? Câu này dễ. John has been playing, đây này, chơi thể thao này, thì là không có mạo từ. Được chưa? Playing các môn thể thao không có mạo từ nhá, nhưng playing các nhạc cụ thì có. They went out for a walk and saw a small dog. Giới thiệu thông tin, đếm được số ít thì chúng ta chọn a ân. Sarah thinks life is more difficult. Cái này lúc nãy bạn Thu bạn bảo cuộc đời chỉ có một, ok đúng. Nhưng mà cuộc đời của mình thì mới có một, còn đây là mình đang gọi là cuộc sống nói chung. Đúng chưa? Không phải cuộc đời, cuộc sống nói chung. Ở gọi là tôi chỉ đưa ra một cái quan điểm là cuộc sống ở nước ngoài rất là khó khăn, nên tôi gọi là life, chứ tôi không có a life hay the life nào đấy. The judge sentenced, gọi là tòa tuyên án trộm. Nào, tòa tuyên án trộm vào tù thì là đúng mục đích chưa? Vậy nên nó có the, nó không có the. Được chưa? Còn nếu mà đi thăm tù thì mới có the. Ví dụ như go to the school to help ấy, không đúng mục đích thì là có the. Còn đúng mục đích thì là không có the. Đừng mà nào sai câu này nhé, tí cô kiểm tra đấy. I've noticed that she eats lots này, nhìn thấy chưa? Lúc nãy mình học a lot of, nhưng mà cái này là lots of thì không có a nữa, vậy mình chọn zero article x. Núi lửa này, phun trào này ở Philippines, dễ quá, the Philippines có s mà. Covid-19 từ viết tắt, không có mạo từ. Covid-19 này, được chưa? Không có mạo từ nhá, vì nó là từ viết tắt. Viết tắt của cái nói chung là cái gì nhỉ? Coronavirus, cái gì đấy, disease. À đúng rồi. Coronavirus disease. Cái gì 2019 ấy, 2019, đúng rồi. Thì nó là từ viết tắt nên nó không có mạo từ nhá. We had gone to the cinema twice, được chưa? Đi đến rạp chiếu phim. Rồi, cái bài này thì sai nhiều vì một cái lỗi rất là vớ vẩn, đó chính là các bạn không biết hoa. Thế thôi, chứ các bạn, cái bài này cũng không khó. Vậy thì there is interesting report này. Các bạn nhìn này, vậy thì cái quy tắc thêm a và an ấy, nó được xét theo cái từ ngay đằng sau nó, chứ không phải là cái danh từ đâu nhé. Ở đây chúng ta có một cái cụm danh từ rất là dài, very interesting report, bao gồm danh từ là report. Interesting là tính từ và very là trạng từ chỉ mức độ. Thì nó sẽ được xét theo cái từ ngay gần nhất. Đối với lại cái chỗ trống cần điền mạo từ này này, nó xét theo từ very. Vậy very thì bắt đầu bằng phụ âm, vậy mình sẽ chọn a very vào đây. Nhiều bạn bảo cô là cô ấy thế interesting thì sao? Interesting nó không giáp, vậy mình không chọn. Ví dụ câu này không có very nữa thì mình sẽ điền là there is an interesting report. Đúng chưa nào? Thì nó sẽ xét theo cái từ ngay đằng sau nó. Tiếp này, Vietnamese government recommends people not to go to
Các em nhìn này, crowded places là các nơi đông đúc. Vậy thì cái chỗ này là nó nói chung chung crowded places thôi. Vậy thì nó là x. Đúng chưa? Cái chỗ này loại ngay ơ và ân này. Không có ơ và ân nào mà đứng trước danh từ số nhiều cả. Tiếp, I need a bottle of hand wash, please. Cái này dễ. There is an increase in. Chưa? Increase mà. Có một sự tăng trưởng trong cái số lượng của người trẻ kết hôn muộn ở Việt Nam. Đây, cái câu mà cô vừa lấy ví dụ đúng không? Bón cỏ. Counts eat grass. Không có mạo từ. In Việt Nam, guests often give money as. Ở Việt Nam thì khách mời thì thường tặng tiền cho cái cặp đôi mới cưới như một gì? Món quà cưới. A wedding present. Tiếp, we had dinner in the most expensive. Được chưa? So sánh nhất. In the autumn. Trong mùa thu. Đây này, ở đằng sau có chung chung này. Lá cây nói chung này và tree nói chung này. Leaves fall off trees. The house, this house is very nice. Cái nhà này rất là đẹp. Has it got a garden nhá? Nó có vườn nào không? Chứ mình đang giới thiệu thông tin mới, đúng chưa? My friends live in an old house. Thông tin mới, nên mình chọn an, ơ này và an. Rồi, vậy thì bài của chúng ta bài này cô không lấy điểm nhé, vì nó là bài tập trên lớp. Cô chỉ xem xem là lát nữa cô sẽ xem xem các bạn sai ở đâu, bạn nào sai câu nào. Dạ, vậy thì đấy là bài của mình này. Bài của mình xem nào. Chuyển đến slide. Một chút nhá. Rồi, vậy thì homework của các em, chúng ta đã xong bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta hôm nay có hai phần, đúng chưa? Phần đầu tiên là về vocabulary, cultural diversity, các từ vựng liên quan đến chủ đề đa dạng văn hóa. Và phần thứ hai là chúng ta học ngữ pháp về mạo từ, articles. Mạo từ thì có hai loại, xác định và bất định. Ngoài ra có một số các trường hợp đặc biệt là chúng ta không dùng mạo từ. Đó, mạo từ xác định thì có 8 cách dùng. Mạo từ bất định thì có 4 cách dùng. Không dùng mạo từ thì có 5 trường hợp, đúng chưa? Và chúng ta phân biệt giữa cái nhóm từ chỉ địa điểm school này, rồi university, church, prison, đúng chưa? Pagoda. Đó, thì nó có hai cách, một cách dùng the, một cách không dùng the. Thì các bạn học lại cái chỗ đấy cho cô nhé. Bài tập về nhà là các em học thuộc phần từ vựng và học thuộc lý thuyết. Tiếp theo là các em làm cho cô một cái bài tập ở trong cái đường link sau đây. Cô sẽ gửi đường link vào trong chat. Đấy. Rồi này. Các bạn sẽ làm cho cô cái bài tập này nhé. Làm luôn. Và deadline của chúng ta, hạn của chúng ta là vào 9 giờ sáng ngày mai là các bạn đã phải hoàn thành để nộp cho cô. Không được muộn nhé. Các lớp khác đều đã làm xong rồi. Và các bạn ấy đều được gia hạn như thế. Tức là cứ buổi hôm nay học xong thì đến 9 giờ sáng mai là deadline. Mai nghỉ, không có bài học, không có buổi học nào cả. Nên là các em tranh thủ ở nhà làm bài tập. Được chưa? Rồi, vậy thì bài tập về nhà của chúng ta là như thế. Cô tắt hết đăng nhập đi rồi, yên tâm. Bài tập về nhà của chúng ta là như thế nhá. Thì các bạn nộp cho cô để cô còn thống kê điểm gửi cho thầy. Rồi, vậy thì buổi học của chúng ta kết thúc tại đây. Chào các em và các em nhớ làm bài tập về nhà nhé. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau với nội dung bài học là Unit 8. Ok.